Hello anh em, lại là mình đây. Thì Ghana lại ra sự kiện nạp kim cương nhận bắp keo rồi anh em. Thì cũng mấy lần liên tục rồi ha. Đúng ra mình sẽ làm hôm qua cơ, nhưng mà thời gian mình không có, anh em thông cảm nha. Ok, thì lúc nãy là mình nạp thôi, mình nhận về xong rồi anh em. Ok, còn cái gì? Sự kiện 35k view nè. Thì 28 là lúc mà anh em xem video này là 27 là mai nữa là cài view, 29 là anh em sẽ nhận được những cái quà này. Thì quà đằng này thì cũng khá là ok thôi anh em. 100k thì được chiếc quay súng kim cương, rồi 200k thì nhân vật nè, rồi xe jeep. 300k thì anh em được chọn một trong những cái món này thì cũng ok đó anh em. Thì sẽ có ý kiến trái chiều AK này. Lúc trước rồi mình anh em sẽ hủ tiền anh em bỏ ra anh em mua với bông keo cũng vậy, nhưng mà anh em sẽ hủ bỏ tiền anh em sẽ hủ trước thì anh em chơi trước lâu lắm anh em, đâu có đáng để cự cãi gì đâu. Cũng như mình vậy nè, mình hai cái này mình không có mình không có anh em. Ok, nhưng mà cái lúc nãy là mình không có gì hết. Đâu ta? Đây hả? Thì ok đây nè. Còn cái này thì mình có gần hết rồi. Chỉ có cái dù này khá là đẹp nữa anh em. Dù này chắc trong cái đợt nâng cấp á hả? Dù này thì mình thấy khá là đẹp đó. Chắc mình sẽ nhận cái dù này. Còn mấy nhân vật này hay chiếc xe Jeep này thì lúc trước cũng có ra hết một đợt rồi anh em. Thì cũng khá là ok. À, bông keo còn cái hành động, để mình lấy hành động cho anh em xem. Hành động này cũng khá là lâu rồi mình không biết lúc nào. Anh em thấy không? Nó bừa chứ không có được gì hết em. Chắc là cũng ít anh em nào nhận cái hành động này lắm. Còn AK với lại cái quả bông keo thì bây giờ cũng khá là nhiều bông keo đẹp với lại skin AK mạnh anh em. Đây. Nó tăng một độ chính xác. Xin lỗi anh em, nó tăng một tốc độ bắn, giảm nó tăng một tốc độ bắn, hai độ chính xác, giảm một tầm xa anh em. Thì nó mạnh thì nó sẽ không mạnh đâu, nhưng mà khi mà anh em chơi sở hữu khẩu AK nào thì này cũng khá là ok, ngoại hình nó cũng khá là đẹp đó anh em, không tới nỗi xấu đâu. Còn quả bông keo này thì cũng cũng nhìn cũng kinh dị ha. Anh em nào phong cách kinh dị thì sẽ khoái thích cái quả bông keo này, còn mình thì chắc thôi. Nếu được nhận, nếu mà đủ 350k chắc mình cũng sẽ nhận quả bông keo đó nè, tại vì AK mình cũng có rồi, AK thì mình cũng có khẩu gương xanh các thứ. Ok, còn cái gì nữa ta? Quả bông keo anh em, đây đây quả bông keo này cũng khá là đẹp đó anh em. Phong cảnh hữu tình các thứ, núi sông rồi các kiểu nè, mây gió đồ. Thì bây giờ cũng có khá là nhiều bông keo đẹp rồi. Lúc trước mình thấy khá là thích cái quả này. Sao mình thích cái quả này? Tại quả này nhìn nó dày lắm anh em, nhìn nó mạnh mẽ ha. Quả này cũng đẹp, mấy quả này cũng đẹp, nhiều quả miễn phí nó cũng đẹp, nhưng quả này cũng ok, quả này cũng ok nữa anh em. Đâu nhất thiết phải cãi nhau gì mấy chuyện mà trong game nó miễn phí đâu, mà chắc gì đã miễn phí, chắc gì anh em mình đã nhận được 350k thì cũng khá là nhiều đó anh em. Mấy lần trước thì cũng đạt được thôi, mình chắc sẽ khó khăn lắm. Ok, còn bây giờ thì mình vô huấn luyện test cho anh em xem ở bông keo nha, test nhanh thôi nha anh em. Còn thực chiến cho anh em mình để sau ha. Để mình vô đây mình ném cho anh em xem tí ha. Nhưng quên, quên, ôi, từ từ, ra ngoài mất máu. Đây, nhìn em thấy đó. Cái này cũng khá là đẹp. Em nhận cái quả này thì mình thấy cũng ok.
Tại vì nó miễn phí mà anh em, vậy anh em mới hỏi là có nên nhận không, thì chắc chắn là có anh em. Tại vì nó anh em mình làm giờ anh em mình đâu mất đâu, chứ thua anh em mình cũng dùng được. Ok, để mình qua bên kia mình bắn tí cho anh em xem nha. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bấm luôn nút chuông thông báo nha anh em. Nó hoàn toàn miễn phí nhưng mà sẽ giúp mình có thêm nhiều động lực để ra nhiều video hơn. Cảm ơn anh em. Giờ này mình thích bắn màu bóng Z lắm. Băng nó ngon lành cành đào nha. Mà 4Z mà thêm băng này xuống trường ha. X4 giảm thanh rồi các thứ nè, như thế này nè nè. Băng bì lông chảy nước miếng liền á. Trời, cái cò mình đang ở đâu? Để mình lên đây mình bắn xong cái đi nhận bông keo. Dặn cho anh em xem mà nó xuống dưới mẹ rồi. Xuống dưới thôi, nhận bông keo đã. Trời ơi, không trúng gì. Không trúng một viên luôn. Xung quanh toàn là địch. Tại nè. Bạn đó lần hai nè. Ba bạn nè, bốn bạn nè, năm bạn nè, sáu bạn nè, bảy bạn nè, tám bạn nè. Để dừng quả bom keo cho anh em xem chứ. Nó test bom keo mà họ bắn quá anh em la mình mất. Đây, anh em thấy khá là đẹp anh em. Nếu có thể thì anh em sở hữu ha. Em phá bom keo luôn. Bể bụng luôn. Ê, chắc chết. Chết ngắt rồi. Được lắm nha, để ý bạn rồi nha. Trời, phải nồi. Làm gì cắn? Làm gì cắn gì mấy men? Cắn. Cắn. Bạn cắn quá rồi đó. Thì lấy một kèo rồi nè. Còn ngồi đây nè, ngồi đây để tao phải cho bạn này căng quá đây mày. Này thì căng má là kia nó bắn mình. Ok bạn, mình ghi nhận hết màn này thôi nè. Trời ơi, mù mắt rồi mình. Tập sinh. Đây, quả bông keo cho anh em. À, anh em thấy không? Ôi xong các thứ à. Ok lắm anh em. Lại bắn mình kìa. Ok, mình test nhanh thế thôi nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Bấm luôn nút chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.
hẹn em ở video tiếp theo. Bye bye.